đã trở lại cùng với The Stay và VJ chất phát ngất Huy Cung. Tuy nhiên hôm nay Huy hứa sẽ trở nên thùy mị nết na cho phù hợp với dòng nhạc mà ngày hôm nay Huy trình bày. Tò mò chưa? Nhắc tới những nỗi nhớ tình cảm da diết thì sẽ có một dòng nhạc khiến ta phê phê đến não nề rồi tê luôn cả người. Các bạn đã đoán ra được là gì chưa? Chính xác, đó chính là Bolero. Chỉ có Bolero mới có thể lột tả chính xác nhất những cảm xúc nhớ nhung da diết và tha thiết đến tận cùng như thế nào mà thôi. Cùng đồng hành với Huy Cung thủy mị trong số lần này thì sẽ là một hot girl Bolero với giọng ca và nhan sắc ngọt ngào cùng với ca khúc Nếu Được Làm Người Tình. Fan ruột của dòng nhạc trữ tình bất hữu này vô xem được thì hãy ủng hộ một tài năng trẻ cũng như chương trình và đừng quên VJ đáng yêu này nhé. Like và subscribe để xem nhiều hơn nữa. Vào mắt nai tơ cho hồn bớt dài khờ. Nếu được làm người tình đùa tóc trong chiều vắng làm gió thoáng môi hôn. Ngàn vì sao trên trời nhìn người yêu tôi cười thẹn thùng thầm. Xa tuyết trắng làm đôi má thêm tình yêu như xuân vừa mới bước đi vào đời một hôm đánh thức hồn thơ đón chân hồng quên xưa đã từ kiếp. Làm đêm đầm ấm đã nghe từng mùa lá bay đã nghe tim dạt dào hồn đã ngất ngây. Nếu còn là người tình thì tìm đến bên nhau cho ngày tháng ngọt. Thôi thay màu áo, thôi sóng mắt xôn xao. Vì thời gian không đợi, còn lời yêu giữ lại để con biết mê say. Xin đến vì cuộc đời còn tình yêu muôn thuở gọi nhau mãi. Làm đêm đầm ấm đã nghe từng mùa lá bay đã nghe tim dạt dào hồn đã ngất ngây. Nếu còn là người tình thì tìm đến bên nhau cho ngày tháng ngọt. Thôi thay màu áo, thôi sóng mắt xôn xao. Vì thời gian không đợi, còn lời yêu xưa
lại để con biết mê say. Xin đến vì cuộc đời còn tình yêu muốn thoáng, gọi nhau mãi người tình. Xin đến vì cuộc đời còn tình yêu muốn thoáng, gọi nhau mãi.